UEFA bị chỉ trích về tổ chức Euro 2020 ở Anh giữa dịch Covid-19. Chương trình xin được phép tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, nhóm của Trump đã âm thầm ra mắt nền tảng xã hội mới có tên là Getscher để thay thế các trang mạng xã hội của các ông lớn công nghệ khác. Nền tảng Getscher được nhóm của cựu tổng thống Donald Trump cho ra mắt vào hôm 1 tháng 7 và được tuyên bố sẽ mang theo sứ mệnh chống văn hóa tẩy chay, thúc đẩy lẽ thường, bảo vệ quyền tự do ngôn luận, thách thức độc quyền truyền thông xã hội và tạo ra nền tảng thực sự cho các ý tưởng. Jason Myler, cố vấn cấp cao của Trump, là người chỉ đạo cho Getscher. Nền tảng này được mô tả là khá tương đồng với lại Twitter. Vai trò của Trump trong kế hoạch nền tảng này chưa rõ ràng và chưa biết liệu ông có thiết lập tài khoản cũng như là sử dụng nó hay không.